Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay mấy anh em tiếp tục đi thăm câu các bạn ơi. Mới tới chỗ các bạn. Giờ giỏ mình đậu đây các bạn ơi. Mình đi thăm bên cái đường bên đây trước các bạn. Rồi mình vòng ngược lại. Ngày hôm mấy anh em đi thăm mà được có 5 cá lóc rồi các bạn ơi. 5 cá lóc cứng à. 8-9 con ếch gì vậy? Hôm về làm món ếch chia nước mắm luôn. Sáng này mấy anh em đi thăm rồi mình cuốn câu về luôn nha các bạn. Lúc câu rồi. Lúc câu hay lúc cần? Lúc câu. Đang nó cầm cá sấu lôi còn chưa sức nữa. Cắm gì vừa ở đây? Cắm gì? Giữ gì? Lúc không? Mắc một câu hả? Đó. Gì không? Cậu lôi lúc luôn rồi đó. Con. Vô không? Bự luôn á. Ôi. Con cá trước đi đen hơn nó còn sống luôn á. Sống luôn hả? Bự. Bự. Trời ơi. Sướng. Nấu tới giờ mày không chịu ăn hả? Có cháu cá lóc mình đang ơi, sáng hôm qua càng ơi, em mình ơi. Vô nha bạn. Không chịu ăn. Chẳng thiếu. Trở lên. Sướng. Vô. Vô, cái cá rồi. Làm tiếng châu. Chính dữ vậy hả? Ở nha. Sáng lầm mẹ em sướng rồi. Lớn lên cá ăn nha, cá bự ăn nha. Còn nữa. Lúc đâu coi đang lúc cần. Lúc cần các bạn ơi. Cá lóc nữa. Ừ đang. Chưa biết. Thấy lúc cá bự luôn á. Vô. Im ta. Được. Sáng này cá bự im à. Sáng này cá bự có lý à. Lúc càng. Cá cỡ này không sáng sướng hàng cá lóc là thấy im rồi. Đừng có mở hàng chứ không giờ tối. Cũng trọng luôn. Càng. Cá bự không? Hôm có ní ní hay sáng này im tắt. Lúc càng. Vô. Cá bự. Lúc càng. Số mấy cần rồi? Bốn cây. Chúng mình cần 2 con. Được. Quá được luôn. Vậy là rau đắng mình bữa nay là hết héo nổi rồi. Sướng nghe. Ít ra cũng vậy chứ đổ đường đi mười mấy cây số mà. Dính mang cá lóc cứng không chết luôn. Anh đang cắm mà anh đang nhổ còn gặn cắm gì đó bắt tao lắm rồi. Đâu. Còn không đây. Rồi. Cậu anh em ơi, trong đây là cậu anh em ơi. Quéo quá tiêu luôn rồi. Con câu này nó lúc xuống cái đọt còn ướt nữa đang ơi. Ướt thì cái chuyện đọt còn ướt. Nhúng dính cả. Nó còn. Đó, còn đó. Còn không? Thành xui. Đụng con dây. Cái này ăn giấc sáng rồi. Còn. Còn sống luôn. Sống luôn anh ơi, còn sống luôn. Vô. Sướng nha. Vô. Ăn giấc sáng không ơi. Sáng trời lạnh nè. Không, nước lớn cho mà sáng. Nước lớn. Bên này nước rồng nè. Qua đã. Được. Thấy rồi sao thấy sáng hôm nay làm đậu cái ta? Có lý. Ba con bự bự không bạn ơi? 6 cần 9 ba con. Đã nghe. Lúc luôn rồi bữa nay. Đấy. Hả? Đẩy à?
vô ba em trọng trọng không các bạn. Mấy cân nè ba em ơi? 8 cân, 7 cân. Rồi sáng này nước lớn này nó ăn mạnh, nước nhóm lớn nó ăn. Địa điểm này không có cá thấy hơi bị buồn ha. Hơi buồn. Tối thấy không có cá thấy hơi bị buồn. Giờ tối dính cái nhỏ không ta? Sáng này dính cá bự mà. Sáng thì đi qua dính cái nhỏ rồi đó mày. Hết cá nhỏ bây giờ tới cá lớn hả? Ừ. Cũng phải là có cá để nấu cháo cá lớn. Này hồi tối đã xong. Không ăn ít vậy đúng không? Dạ. Này tại Lý Thông giết này nha. Đất lử rồi. Đất lử tối quên. Không? Nhắc hả? Nhắc hả? Em sống rồi. Lý Thông mới nhắc cái đầu chính lên lính Lý Thông liền ha. Tính ăn là ăn lính vậy không? Cần này bị mẹp xuống nè, không biết cái gì đây, chắc lương nó rút cái gì vậy. Ôi. Ngắt cái dưới luôn rồi. Ôi lương rút. Lương rút. Cái đọt ướt ướt hả? Đọt ướt không? Nhất trần. Rồi nó đó, nó đó, nó đó. Cái đọt còn ướt kìa đen. Còn ướt. Còn ướt đó. Trời ơi. Ừ luôn. Cái nằm nhái nằm ở trên. Điều ra anh ta. Nhái nằm trên. Xa quá cá. Vô vô. Dỡ lên cái đen. Bự bự cái ơi. Dính bự dính cái xíu à. Buông đời đi. Buông đời đi. Còn dính mỏ một chút à. Rồi ok. Sáng dính cá gì kìa. Sáng dính cá lớn này không ha. Cá đủ đô mà. Cá làm đô mà. Nó dòm cái địa hình kiểu này. Dòm thấy là sướng liền luôn mà hôm tại chắc nước chưa lên đó mà. Cá nó không ăn. Sáng này nước lớn sượng lớn lên cái cá nó ăn. Ướt 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 đợt mà thấy sao mà nó như thẳng thẳng dây nữa đó đây, nhúc nhích nữa rồi đó. Lên tim nữa kìa. Nhúc nhích lên tim đó. Lên tim nữa kìa. Quắc 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 kìa. Lên tim nữa kìa. Có, dạ. Có, có. Có, có. Có, nhổ càng trước đi đang ơi. Cái gì vậy? Ôi, cái con cá gì nó ghẻ dữ không ui. Con nữa. Rồi vô rồi. Lúc bằng luôn không? Lúc thiệt không? Thằng này là quéo luôn nè. Quéo rồi. Ừ, rồi. Lúc cần nha bạn, mẹp cần luôn nè, mà không biết còn không. Mẹp cần này thấy sơ thấy im quá vậy. Im quá im. Nhổ cần trước đêm mày cắm mày nhổ khó lắm á. Rồi quấn người bác rồi. Còn còn còn. Còn hết. Còn hậu vô. Con thao, thằng thao ông Lý Thao, ông Lý Thao. Bự không, Lý Thao bự không? Lý Thao chà bá luôn. Quá trời. Đâu Lý Thao đâu? Cái lóc nè. Ôi 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 ôi. Sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ, sư đệ. Sư đệ đi đâu mà đây lạc lạc lòi đây. Lý Thông chà bá luôn. Vô rồi, sáng hôm nay vô rồi. Vậy mới sướng. Vô rồi. Đâu có không, không không có uổng công anh em mình đi mười mấy cái số chạy tốn xăng quá trời. Tối xem xíu nữa là bơi rồi đó, gần hết răng luôn. Xíu hết răng. Cái ba bữa đọc thằng câu gãy hết qua đây. Vừa thôi sao mà lôi nổi. Vừa tay thôi. Hắn
căng thẳng à, chắc bị lúc nữa quá. Rồi à, ngủ luôn. Ngủ luôn. Vô luôn. Không mà giờ, nãy giờ còn sống công là mừng rồi đó. Con ngủ mừng rồi đó. Sợ tới sáng này nó ngủ ngủ hết trơn luôn. Nước sừng lớn nó ăn giấc sáng. Nên nó ăn sớm là ngủ. Rồi cần Lý Thông nó mẹp bên đó lúc luôn rồi Lý Thông à. Đó cần bên đó gục cái đọt xuống luôn đó. Không biết sao đây. Rồi giật này giật không biểu không biểu biểu cần nha các bạn. Lúc á được cần em biểu rồi kìa đó lúc Nước chậm giò. Cái dưới nước anh trên bờ chậm giò. Nước sáng này là làm nó êm hơn đêm hôm nhiều quá ta. Lúc cần nhổ cần trước đi. Không phải xong hết. Ủa. Đều gan. Xuống, cặp trắng phiếu xích lên lại đen. Mới ăn sáng không à. Sao nu không vậy? Ừ, có nào con nấy. Một lù à. 200g đều ra nha. Rồi bữa nay mà tối trước đâu là đi ai ngờ đi sáng nhất lại ta. Vô. Thẳng dây không? Rồi nhái về thẳng đầu thẳng. Thấy bình Lý Thông. Lý Thông đâu nhái nó còn nằm kìa. Lý Thông. Ờ. Con ếch hả cái đầu này. Nó nhỏ quá. Cái thẳng dây. Lý Thông. Ôi ơi Lý Thông ngủ rồi. Còn hay ngủ rồi. Ngủ rồi bỏ luôn đi. Lý Thông. Ít sống ăn hết nè. Trời ơi, lính của tôi chết nữa rồi. Nữa hả? Xong nữa hả? Dạ. Ê, cũng xong. Chưa chết. Dạ bội rồi. Thời anh quán anh đưa cái lưng lên cục nữa nó chết. Xin đây. Sáng cũng làm mấy chú ha, mấy chú hết ha. Bên kia làm như cái cần đó cũng chuối không phải không? Cần nó cấm xuôi có cần hồi nãy là lúc đó. Đây thấy dính im quá nước bệnh sao đây. Rồi cái bài dịch này dính câu của anh Đen quá. Đen cấm rồi hôm cấm dịch quá Đen. Cấm dịch. Đi xong hàng rồi. Rồi Lý Thông nữa. Lý Thông dính câu táo gì vậy. Chết xình luôn hả. Nổi phình bụng luôn. Ở bên đây hết nhiều. Tối đi hết nhảy chỉnh chụm. Ôi ơi nó trà bá. Trà bá luôn. Ôi giời. Nước mình bụng uống nước này. Đèn hôm cắm thêm ở đây mới cần nữa mà bị dịch quậy quá không biết. Ra đây. Không có dính trước. Vậy hả? Rồi. Cô đang cấm mà chạy đâu cho thoát. Con dịch lôi còn không nhỏ nè. Cấm gần câu con dịch lôi còn không nổi. Dính giờ. Rồi hên nó không ăn nha. Nó mà ăn kêu Lý Thông gỡ ra là chết luôn á. Kiếm một dịch thôi. Ờ dính đi rồi. Ờ con ếch. Kìa bên đây nữa nè. Đằng này cũng dính ếch nữa. Đâu hai bên hả? Hai bên. Hai bên đâu? Bên đây. Bên đây hả? Liệt được. Đây có con ếch ở bên đây có dính nè.
đâu có lo bên đây đi xong nè. Rồi còn hết một em nữa, nhìn nó lặn trời ơi con nhái đừng hết. Đây con ếch chết nữa nè, quá lý thông. Sống hả con này? Sống hả? Chết luôn hả? Ồ nãy giờ biết nhiều vậy đem về làm khô luôn rồi. Nãy giờ 5-6 con chết rồi không? Không thả quá trời. Rồi rồi con này nữa nè. Trời bá lửa luôn nè. Mày cũng đơ chứ. Bên đây ít dữ thiệt. Chắc hết rồi quá hả? Nhất thôi sẽ khô là ok luôn. Rồi cần cuối không? Đứt lưỡi gì đây, chừng dịch nó đem lưỡi theo. Chỉ có mấy con dịch mới đứt lưỡi nữa thôi. Rồi bên đây hết rồi các bạn ơi, bây giờ qua bên kia. Rồi bên đây hết rồi, bây giờ qua sông các bạn ơi. Đi cầu tre lắc lẻo luôn. Chưa về mượn cái ly. Con đi, mẹ dắt con đi. Con đi mua rượu, mẹ đi mua mồi. Cha đi cha nhậu hả? Con đi mua rượu, mẹ đi mua mồi luôn à? Cha ngồi cha nhậu. Cần không con gái. Thẳng vậy rồi. Thẳng không? Thẳng rồi. Ủa lụm rồi, ngủ. Ngủ. Lý Thông ngủ rồi, Lý Thông ngủ rồi. Ngủ rồi, cá lóc quá. Lý Thông ngủ rồi. Vô vô vô, ngủ thì có món cho nó ngủ rồi. Nghe như mưa luôn cặn. Cái lòng trong. Rồi rồi rồi, đi con ếch. Lý Thông. Càng này hôm dính cá lóc luôn nè. Ồ, phải nó sống rồi, nãy giờ cũng nhiều hết mấy anh. Ít nhiều. Chết đâu còn sống kìa. Ý là nó sống là nhiều lắm á. Ý nãy giờ mà ít sống là biết nhiêu luôn rồi đó. Lúc bận. Lúc dậy luôn hả? Lôi đâu ra tới ngoài đó vậy. Hên lại, mình hên lại chúng được buổi sáng. Những đâu méo rồi chứ. Quấn mình bán rồi anh em. Quấn lúc trong này ha. Lọt xong. Vô. Vô một ông dày. Quật quật quật. Yến này cho tư ếch đi Sài Gòn luôn. Sáng giờ có chục con ếch rồi, hơn nữa. Hơn. Ếch chết rồi, rồi nãy giờ 5-6 con ếch chết rồi. Ếch chết là biết nãy nhiều mình lấy về mình phơi khô luôn. Đây ếch dữ thiệt, phải nói là ếch. Quá ếch luôn. Đây cần lúc nè. Lúc của đèn ơi. Lúc cần dưới này nữa nè. Đây nè. Ừ, chắc còn chắc không dính quá. Không? Hay chắc không quá. Thế có cần tim kìa. Thấy không? Tim giống thịt nãy không? Tim đó, tim nổi luôn đó. Ờ, con dây nằm đây. Ừ. Cần nó cắm trên dưới xuống chứ không phải. Đấy. Đấy. Đây
làm đậu quá. Cần dây trời à, ngủ rồi. Ngủ rồi. À, nó nằm sát chứ bây không biết. Đúng rồi. Đúng luôn hả? Đúng luôn rồi. Ê, cần dưới này nhúc nhích nữa nè. Cần này nhúc nhích nữa đen ơi. Ồ, oh, cá cứng. Cái lóc ký, lúc đường lên đó kìa. Ồ, bắt đầu sát gạt đúng rồi. Trời, thằng này lúc rồi. Coi không. Đầu nó quéo xuống cái còn không nè. Lúc luôn rồi. Như lên tim còn ở đây thông rồi. Lòn tay dưới thông rồi. Mò mò coi. Thấy gì không? Không thấy gì. Không thấy gì chắc dính lát. Dính đế. Mệt quá. Rồi, không thấy chân rồi, rút bớt rồi. Rồi. Sấy rồi. Lôi xuống đó. Sáng quá im. Quất luôn hả? Rồi. Coi lắm ơi, lắm ơi. Lắm không? Lắm ơi. Cá bự nha. Rồi à. Đâu. Lúc. Ê, cá bự nè, thông ơi. Cá bự á. Từ thôi. Nhẹ nhàng cho làn da nó đẹp nè. Ôi. Ôi, sướng. Bả lửa luôn. Đó nghe. Con này sướng rồi thông ơi. Mới nãy dính con cá quá nhỏ giờ mới không thấy luôn. Em. Má đào. Ăn gì mà gỡ không muốn ra luôn. Vô má đào rồi. Má đào rồi quậy lên sình luôn. Quá đã. Quậy lên sình luôn. À, chào ba. Dính hả? Dính nữa hả? Đâu? Dính ruộng hả? Vô nha. Sáng vô nha. Ở đây nữa đang rồi, ngủ rồi biết không ơi. Đâu. Rồi. Trời ơi. Nước lửa luôn. Nha em nha. Ui, dính nặng nữa kìa. Dính nặng cá hả? Vô bữa nay vô các bạn ơi. Bữa nay khẩm lúc luôn rồi. Lúc luôn. Vô rồi. Hết biết mình đếm rồi, mười mấy con này. Trời ơi, con nó bự á Thông ơi. Nó quậy dữ lắm hả? Cá. Bự á. Bự á. Lúc các bạn ơi, lúc căng. Từ. Oh. Vậy rồi. Sướng chưa? Dậm giờ vậy. Dậm giờ nó vậy. Sướng nha. Dậm giờ vậy. Đừng thấy nhiều phóng sinh nữa không? Đó. Dậm giờ vậy. Đừng có kéo vậy nó giục lắm. Dở lên cho cái cần nó có cái độ quặt đó. Lù. Nó vậy nó không có sức. Ồ bự à. Tối giờ mới thấy con cá trên ruộng mà dính bự nè, quắn cọng dây nè. Sướng nha các bạn. Công luôn. Vô. Bam. Đang phiếu à. Đang phiếu. Hết tới đường đếm nữa đâu, nghỉ đếm. Ở đây nữa. Nữa hả đen? Hết tới đường đếm luôn rồi. Ôi. Lúc đâu. Ướt đọt luôn á đen ơi. Đó, cá cũng bự lắm á đen. Đó. Bự quá bự luôn. Vô rồi các bạn ơi, bữa nay trúng rồi. Trúng mùa. Giết tối quải không có giống gì hết trơn, hút sát mà đau dai. Thang hả, quải không có gì chân thang, không có gì chưa. Rồi kìa, thấy không? Lúc đó kìa, đó. Ừ. Bà lý vậy ta. Trên ruộng nó trống lỏng các bạn, dòm cái lúc luôn. Múc mùa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Đâu đây, ngủ. Đây nữa.
Vô rồi. Nãy thấy bên anh hai dính dữ quá mà. Vậy mới có cá làm khô chứ. Bữa nay có nắng này ha. Đồng dây nằm bên đây. Này có nắng à, sẽ khô luôn nha mấy anh em. Hôm nay không rời gom lại cá cũng nhiều rồi. Cất lử luôn. Tiêu lử luôn. Ở bên đây ở dưới này dính hơi yếu hơn bên bển ha. Ở trên ruộng dính nhiều. Thấy trên ruộng nằm cần nằm im im vậy chứ dở lên nó ngủ ở dưới không nha. Chứ không lẽ nó chết nó dậy. Cái thông này thiệt tình. Nó chết nó nằm im ru hả? Rồi con này con ếch hay nhái? Ngủ nữa đi không ơi. Ếch hay gì? Ếch con. Trời ơi cần nó nhúc nhích rồi tưởng cái gì con ếch nữa không ơi. Kìa lý thông nữa rồi lý thông ơi. Ê cần này thấy lên tim nhái. Nổi nhái hả? Chết nhái. Quá ừ. Bên đây công nhận ếch nhiều thiệt. Lý thông ngủ như vậy. Ủa, cá tắp rồi. Từ tối giờ mới nghe cá lóc tắp. Buổi sáng này có nước lên cá nó mới quậy dữ. Dùng dây. Mấy cái lỗ này ngon ngon không? Lý Thông mà thấy người lại Lý Thông trốn dưới rồi. Quạt. Kêu lính trời đầu lên đây Lý Thông. Ôi ơi, ngóc đầu lên cái quạt. Nhỏ hơi nhỏ. Cần dưới mé này thế. Không im ta. Nhái này còn sống luôn. Cộng dây thẳng này nha. Thẳng gì vậy? Ừ, không phải nhái, nhái nó còn sống không? Con gì ghế đó nhái nó còn sống, càng này nhái còn sống, nhái còn sống luôn, tưng tưng ha, lúc không chậm giờ cái dây này không còn. Cần này không dính ếch nè. Không còn. Đi. Cái công dây không dùng nữa. Cái cần không ướt nữa mà. Cần không ướt. Ờ, đứt lưỡi mất tiêu rồi. Đứt lưỡi luôn hả? Ừ. Lưỡi đứt rồi. Nãy đứt hai lưỡi rồi đó. Nhá chèo lên. Ngồi, chèo luôn. Vô không? Cái một bên á. Ờ. Ờ. Con dây nằm cái đó kìa. Này thế cũng không hy vọng đâu. Trời ơi con nhái. Không hy vọng đâu. Tại cái đọt nó không ướt mà nó thẳng dây lúc đọt rồi sao. Nhái làm hết hồn. Khúc ngoài này quất nhiều quá ta. Ừ. Khúc ngoài này anh hai dính hết rồi. Khúc ngoài này bên đang dính liên tục. Khúc trong tới mày dính liên tục lại. Quạt quạt hả? Quạt quạt. Lính Lý Thông. Đó. Thử nha. Bên đây công nhận ếch dữ thiệt. Ếch anh nói ư. Ừ. Quá. Lúc khá đen. Đó, liệt rồi, Ôi, cá lóc, cá lóc. Ôi, lụm lên. Em. Còn cả hai thằng cũng hết.
Im. Một em. Còn cần hai cần nữa hết rồi. Lỗ quá im luôn ha. Hết luôn rồi. Còn cần nữa. Còn cần cuối. Lỗi. Lỗi không? Lỗi. Cạn ủi nghe, cạn ủi nghe. Con gì quơ 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 vậy? Cá đâu con gì? Cá không quạt. Hết đâu. Hết đâu loại kìa. Hay là cua. Trời ơi. Sướng sướng sướng. Trời ơi kỳ vậy bạn. Sướng. Cuối cần cuối. Ăn ủi cần cuối. Ăn ủi cần cuối. Ăn ủi cần cuối bạn ơi. Nhẹ hiều đi nè. Quá đã luôn rồi. Quá luôn rồi. Cần này cần cuối rồi bạn ơi. Lỗi. Lỗi. Ăn thùng ha. Nắng này nó giờ đau dai. Bữa nay trúng cá bạn ơi. Tối đi khỏe quá. Tối thất bại sáng này bảo rồi. Bảo cá lóc rồi. Tính ra sáng này ít nhiều hơn hồi tối nữa đó nha. Tối chín con chứ ít thì sáng này nếu mà chịu bắt là nãy giờ là hơn chục rồi. Cá lóc chắc cũng cỡ mười mấy rồi hả? Mười mấy, hết mấy gần đếm mà hết nhớ. Cỡ 15 là ít á, nãy giờ cũng nhiều lắm rồi. Dính mê quá là la không. Hết mấy đường đếm luôn à? Hết đường đếm rồi, dì le chìa. Bên này nhỏ cái dính ngoài kia. Nắng lên em ơi, vậy sẽ khô bữa nữa rồi. Rồi. Lấy vỏ bạn ơi. Anh em ơi, chuẩn bị về. Bữa nay gạo lúa đầy đủ rồi. Rồi, anh em về tới nhà các bạn ơi. Ít bỏ trong đó có gì rộng lại luôn. Con ếch này chào bả lửa luôn. Đúng ra sớm mình bắt mấy con kia là đã luôn á. Ít chết nhiều đó các bạn. 5-6 con ếch chết. Lý thông. Lý thông. Con nhỏ nó ngủm rồi. Lý 7-8 con hả? 7-8 con ếch luôn. Còn nhảy. Rồi. Ô, cá bự vậy mà ngủm luôn hả ta? Ô, chết ngắt luôn rồi. Chịu không nổi. Quậy quá. Mấy con ếch này nè, không quào nè. Rồi, nhiều con điểm rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 con. 17 con. 17 con, trừ mấy cái con nhỏ đó thả xuống hầm luôn đi. Ký luôn. Mấy con nhỏ này mình thả xuống đều rồi bỏ xuống mùng đi. Kilo mùng kiếm cá mồi cho nó ăn. Lắp ký. Mấy con kia mình để lại sẽ khô hết các bạn. Ba con lắp ký. Ba con ký hả? Ba con này đổ mùng đi. Ừ. Đó bỏ mùng đi. Nó còn lắc còn sống được. Đó, nó yếm mà. Ừ. Tổng cộng mình được 17 con nha các bạn. 5 con hôm qua đâu? Nữa. Con tối. Tối 5 con của mình. Coi có con nhỏ nữa mình rộng nó luôn á. Thôi con này vô mồm luôn rồi. Rồi. Dỡ 5 con nó ra là cừu xỉu luôn nè. Không, cũng có hai con. Hai con coi được à. Trong ngoài ra. Sáng này cá bành bành không? Ồ, nhảy dữ rồi. Cá được hôm cá là xứng đáng luôn á. Nói đó, không năm con lựa mấy con bự đi, còn mấy con nhỏ bỏ với mùng đi. Rồi không nhiêu bỏ mùng đi. Nhiêu đó bỏ mùng đi. Con này ốm nhất à. Bỏ mùng 6 con. 3 tháng sau bắt lên 5 kg. Đây thành quả của mấy anh em các bạn. Thăm câu 2 buổi luôn các bạn ơi. Tối thì được 5 con à. Với 8 con ếch. 8 ếch mấy anh em mà tối chiên nước mắm làm xương xương rồi. Sáng nay được 17 con cá lóc các bạn. Với 7 con ếch hả? Đúng ra mười mấy con ếch luôn á. Chết chết 5-6 con mình bỏ. 9 con, 8 nữa. 8 con. 8 con với nãy mình bỏ 5-6 con ếch chết. 5-6 con chết. Sáng lúc buồn. Đây thành quả của mấy anh em đi cắm câu giờ các bạn ơi.
bắt con bự nhất các bạn, cá bự nhất mấy anh em bữa nay nấu cháo các bạn ơi. Đây là một con cá chứ ruột với đầu, mấy con cá mình mới xẻ khô xong các bạn, thì mấy cái đầu cá mình chừa lại, mấy cái đầu cá lớn các bạn. Bữa nay chơi một nồi cháo cá nha các bạn. Mới nấu nồi cháo xong, bây giờ mình múc ra mình bỏ đầu cá vô các bạn. Sáng này mấy anh em có xẻ khô xong rồi mới chừa lại mấy cái đầu cá lớn lớn các bạn. Nó ruột đâu nữa, ruột lên dĩa, ruột lên dĩa hả, ruột nằm dưới con cá. Đây là mấy cá lóc lớn, mình chừa 4 cái đầu lại mình bỏ vô nồi cháo các bạn. Còn trong cái dĩa này là dữ đó, ruột một con cá chứ trong này là tới mấy chục cái ruột cá nha các bạn. Bữa nay cái nồi cháo này hoành tráng luôn á nha. Về dấu, về dấu rồi, dọn ra đi kia mình đưa lên riêu riêu cái là lụm rồi. Hôm kiếm cháo, hôm kiếm cháo cá mà không có mà ăn ếch chi nước mắm luôn. Sáng nay đi thăm quá trúng các bạn ơi, 17 con cá lớn ra cái đầu mình làm. Tối có 5 con. Sáng này đây dĩa rau má nha bạn, rau má cải xanh giá ăn kèm với cháo các bạn. Cháo cá lóc thèm rồi, hôm giờ không được ăn. Hôm đi thăm 4-5 con cá lóc tửng không các bạn. Sáng nay chúng có được con cá lớn. Xong hết các bạn ơi, nồi cháo cá lóc. Hấp dẫn nha. Đây tiêu, tiêu đây. Đầu vô trong này hả? 4 cái đầu vô đó rồi. Cái đầu thứ 5 nằm ngoài. Cái dĩa là dĩa giữ đó. Dĩa đó, cái dĩa đó là mấy chục cái ruột cá lóc trong đó nha. Thấy cái bề ngoài. Tặng cho núi ha. Bông tặng núi ha. Thôi thôi, bông tặng đen đi. Chứ trong đặt ruột hả? Nghe dở này lên đừng bỏ lên bỏ, làm xương xương nha. Bỏ cái đầu vô trước đi, bỏ cái đầu vô trước đi, bỏ cái đầu với xương vô trước đi. Đầu nè. Con cá này ruột dữ ta. Quá tơ ruột luôn ông nội ơi. Ruột ở trong này các bạn ơi. Lấy mới lấy bộ xương không lú ruột ra. Anh bỏ ruột vô trước đi, thịt để từ từ. Ruột vô mẹ đó. Thôi. Thứ gì chịu nổi mấy cái này. Chịu này tới bến luôn. Tối nay banh mấy cái dừa nhà đang hết. Không, còn có một cây à. Còn có một cây dừa hả? Còn có một cây dừa để lại làm giống mới được. Vậy chứ leo cái nó bóng chết luôn. Hết trái luôn à. Hết trái luôn. Gửa dừa đây, gửa dừa dừa nó có trái, gửa chết cây dừa luôn. Leo cây dừa cao biết chết queo rồi, giờ còn cây dừa lùng. Cây dừa lùng mới có trái à. Không quá trời nhiều ruột luôn rồi. Còn nữa còn... bỏ ruột rồi bỏ vô lượt đi. Hết đi. Hết, đi. Hết, đi. Hết luôn ha. Còn nhiều lắm hả? Gom gom lại. Bỏ ra hai đợt đi. Em thôi nó chín gục. Hai đợt gì cho miếng bên thịt vô đi. Này chủ yếu là ăn chứ. Trời ơi, cái kìa ruột kìa, còn nhóc hết. Con cá lóc gì mà quá tài ruột. Con cá lóc mà tới 50-60 cái ruột cá trong này hả? Quá trời. Thứ gì chịu nổi không cái nồi cháo này. Thêm mà rau má, cái cá xanh. Cá lóc này nó chứa ruột nhiều quá nó chết nè. Dạ. Gừng cái nữa. Quá luôn. Rồi hai đứa mình đứa con bông nha. Rồi, đứa con bông luôn. Đứa con bông. Chén sư phụ dạ, luôn. Đây gừng nữa nha các bạn. Đây. Đứa con bông. Ăn dễ cảm luôn. Tặng cho anh em dắt lỗ tay chứ ra đẹp. Rồi dắt cho nó đều đi. Dắt hai bên, dắt ra trước chứ, dắt ra sau gì. Gái đen nha bạn, kêu bằng gái đen nha. Gái đen. Dẹo dữ lắm à. Ba hoài vậy. Để anh Chiến làm đám hỏi em nói gì luôn. Ở đây đi. Mới đi đám về thì có bông tối luôn. Thôi. Đám gì nhét vô. Không nhiều quá à, vô làm cái trước đi. Mời các bạn luôn ơi. Vô bạn ơi. Mời bạn ơi, bạn ơi. Khánh mời anh Tùng luôn, Khánh ơi. Rồi, em mời anh Khánh Ly nha. Mời anh Tùng luôn, anh Tùng ơi. Thì
Hôm nay thành quả đi cắm câu, thăm câu buổi sáng các bạn. Mấy anh em cũng trúng cá các bạn ơi, 17 con. Có một con lớn về bây giờ bỏ vô cái nồi cháo. Ngay cái đợt này sáng này mấy anh em làm sẽ khô nữa các bạn. Cho nên núi lấy lại mấy chục cái ruột cá lóc các bạn ơi. Với 4 cái đầu cá nữa. Cái nồi cháo này là nồi cháo đặc biệt nha các bạn. Cá không à? cháo không thấy rồi. Thôi giờ xin mời các bạn nha. Cái này chắc xây mồi chứ không có xây rượu đâu. Uống chắc vài ly ăn mới hết chứ rồi, để uống nhiều quá ăn hết nồi cháo này. Đặc biệt nhất hỏi đặc biệt gì, đặc biệt nhất là cái này nè. Ngon quá. Đây, đặc biệt nhất là cái này nè. Thứ này mà tới mấy chục cái sao chịu nổi. Quá trời đã luôn. Cháo bọn dặn lên chút xíu, nhiều chút cho sư phụ đi ha. Cái tới mình giảm lại. Mồi quá bén rồi các bạn ơi. Mồi cháo mà kèo ruột cá lóc hết trơn các bạn ơi. Cá chưa chín thôi, giờ dùng miếng rau trước này các bạn ơi. Không có gì ăn bậy cái nồi cháo cá với ruột cá hả? Rau ngon không Đen? Ngon. Rồi ngon, hơi ăn rau đừng ăn cá Đen. Ngon. Thích ăn rau, ăn ruộng mà. Vậy là không ăn thịt cá ha. Quá, wow, núi trời nguyên một nó mới ngon bát à. Rau hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ. Coi chừng nóng, coi chừng nóng. Coi chừng nóng. Coi chừng nóng. Rồi, vô ngay các bạn ăn chén cháo cá lóc các bạn. Mời anh Tùng với anh Khánh luôn, anh Tùng ơi. Rồi này ơi, vô chưa? Vô chưa? Hẹp quá ta. Thôi làm bậy ly nữa đặng dựng máy chứ. Tính múc miếng vô. Vô chưa hoài nè. Mình xin mời tất cả các bạn luôn nha. Này cái nồi cháo cá quá bén rồi. Tay. Nồi này thì giác nào cũng no chứ, giác tối giác trưa gì cũng phải no hết chứ, xây để sao đi. Chuyện xây tính sao á, thường ta nói no xây bữa này no trước kìa. Quá hấp dẫn rồi. Thôi mình cũng xin phép mình dựng máy các bạn. Mồi bén. Mời các bạn ăn ruột cá lóc nấu cháo các bạn ơi. Hấp dẫn quá, chịu hết nổi, không cưỡng nổi các bạn ơi.
quá bạn ơi. Quốc vô Bingo thì cảm giác nó ngon rồi. Xin mời tất cả các bạn luôn nha. Ăn kiểu này chắc phải lọc khô hoài, không có lời cũng được nữa. Chủ yếu là món này hả? Nói chung cái ruột con cá đồng này, con cá này là mấy cái ruột này là ruột lớn nha các bạn. Con cá đồng cái ruột nó không được lớn như mấy con cá nuôi đâu các bạn ơi. Nhiều con mà nhỏ nhỏ khoảng 200g mà nó ruột chút xíu à. Con lóc cá nuôi á, cá chừng cổ tay thôi 200g thôi, bằng cái ruột bằng kilo á. Cái bao tử nó bự lắm. Mà cục mỡ nó nhiều nữa. Con cá nuôi. Con cháo cái gì nó mới ngon à. Quá. Xong cho. Rồi vô nè, vô cái nè. Vô, vô. 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 Mời các bạn ơi. Mình cũng xin mời các bạn nha. Mình xin uống ly này, mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn ơi. Thành quả của mấy anh em đi cắm câu. Về mình bắt con cá lóc lớn ra nấu cháo rồi. Tối thèm cháo, kiếm cháo mà không có rồi. Cháo này có cho nên làm cháo hoành tráng luôn các bạn ơi. Thôi, giờ vô các bạn. Quá ngọt hả? Quá đã. Thôi, giờ xin chào các bạn nha. Chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái này làm khô là có ruột cá ăn hoài không anh?